được thân ái kính chào toàn thể mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng ở một khu vực chưa xác định, bởi vì mới đến đây chưa biết được là nơi đây là nơi nào. Nhưng đằng sau lưng mình đó là một cục đá, ở ngoài người ta có đề là đá voi mẹ. Nhìn nó hơi bị to, đá voi bởi vì nó to lắm. Mọi người nếu ai đã từng về cái khu vực Phú Điền, gồm có đá Năm Tài này, hoặc là hòn đá Chĩa này, cũng thuộc dạng to rồi, nhưng mà hôm nay mình mới lần đầu tiên thấy hòn đá nó to khủng khiếp như thế này, mà có hẳn một con đường đi lên trên nữa. Vậy còn chần chừ gì nữa, mình không đi lên đúng không mọi người? Đi lên cho mọi người cùng thấy nha. Nào, mời đi. Hôm nay mưa, phải cởi dép ra. Thấy mọi người cởi dép, mình cũng phải cởi dép. Đi thôi, đi chung. Mình phải đi để cho biết. To thật. Đá này mà mang về khai thác để làm bàn thờ, hoặc là ghế, hoặc là trang trí nhà cửa làm gạch ốp lát thì tuyệt vời luôn. Người ta gọi là đá voi là vậy. Cao và to. Nên là quay phim phải cẩn thận nhá. Không cẩn thận là ra đi mấy chục củ đấy. Lên đây là phải bò rồi. Nào, lên đây chung. Mọi người thông cảm với cái mông của mình nhá. Gió đẹp. Chắc là sẽ trồng thêm hoa. Hiện tại khu vực này là khu vực gì cũng không biết nữa. Đây là khu vực gì Thành? Chỉ biết là thuộc huyện Đắk Lắk thôi. Hỏi thăm được. Đi lên nữa ha. Đi xuống là cũng phải bò. Cháu nó quay phim nó vất vả hơn tí. Wow, còn xa còn dài lắm. Dài lắm. Gọi là đá voi là đúng rồi. Lưng quá mát. Đằng xa kia một cái hồ. Hôm nay thời tiết không được thuận lợi, mưa quá, đi từ sáng đến giờ mưa quá. Tuy trời mưa mưa mà có rất nhiều người đến đây để chụp hình. Có lẽ là vì sự tò mò, mình cũng lần đầu tiên. Chào các bạn nhé. Ở đây mình là thuộc huyện gì vậy các bạn? Huyện Lắk hả? Tỉnh Đắk Lắk đúng không? Xã gì? Ở đây là xã gì? À không biết. Vậy hả? Ghé đây lâu chưa? Nhưng mà ý là từ trước giờ ghé cho lần nào chưa? Vậy hả? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Trời mưa rồi, có lên đi tiếp không đây? Lỡ rồi, trời tới luôn. Trời tới luôn.
Đấy, cẩn thận chân hành nhá. Không ấy được thì bỏ dép ra. Trượt siêu tốc luôn á. Đấy đây Thành ơi, còn một chút nữa lên tới rồi. Không không mưa đâu, bên kia nắng lại rồi kìa. Rồi, đây, rồi. Đỉnh đầu con voi. Không biết bên này là gì. Quá tuyệt vời, đã quá tuyệt vời. Wow! Mọi người thấy mát mẻ tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay tiếp một cái là trời mưa. Nhưng mà dù sao không, trời mưa cũng không thể ngăn cản được cái nỗi sung sướng này. Mệt thấy mồ chứ sướng gì. Nơi đây thì tham quan du lịch chụp hình thì còn gì để nói, nhưng mà nó rất nguy hiểm ở chỗ là không có lan can bảo vệ. Chính vì vậy những ai khi tham gia chúng ta leo trên này chúng ta phải rất cẩn thận. Rồi các em thiếu nhi nữa. Tuyệt đối, em thiếu nhi tuyệt đối chúng ta không lên trên này. Đừng vì một chút tò mò mà sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Tôi vừa thôi Thành ạ, đừng đứng xa quá. Xích lại đây này các. À, hồi nãy là các bạn nói là ở huyện gì nhỉ? Huyện Lắc hả? Huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Ai chưa Lắk thì mời lên đây Lắk nhé. Một lần nữa xin được giới thiệu với mọi người về hòn đá độc đáo này. Mình phải nói là độc đáo. Trước đây mình đã từng ghé hòn đá Nhĩ Đếp và hòn đá Nam Tài tại Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai. Hòn đá đấy cũng thuộc dạng rồi, nhưng mà hôm nay hòn đá này là thuộc dạng ông cố nội luôn. Thì đừng có nói là khủng nữa. Rất tuyệt vời. Những ai chưa từng đến đây để tham quan, mời mọi người đến đây. Không có gì để nói, cho mọi người tham quan thôi. Hình rồi, làm quen các bạn ở đây rồi, giờ mình xuống thôi nha. Có dịp gặp lại các bạn một ngày nào đó. Đường xuống sẽ nguy hiểm hơn đi lên. Hồi nãy trời muốn đổ mưa nhưng mà không, may là không mưa. Tuyệt vời lắm. Quay cẩn thận nhá. Ở đây không khí se lạnh mát lắm mọi người. Con người hiền hòa. Các bạn trẻ thì thân thiện. Khúc này thì đỡ nguy hiểm hơn là cái khúc ở trên chỗ nãy. Tuy nhiên nếu mà được ha, làm thêm cái hàng rào. Khoan xuống bắt đầu là đặt hàng rào lên.
Đâu, mình phải hàn chết là khoan sâu chứ. Bây giờ lỡ may mà người ta đi, người ta có vấn đề gì ở đây sao, đúng không? Cần phải có cái sự an toàn. Tuyệt vời. Hết mưa là người ta tới, người ta chuẩn bị đường. Hết mưa là không có nắng nữa chứ. Khúc xuống này mới nguy hiểm hơn này. Đi, xuống thôi. Cẩn thận nhé, con đi cẩn thận đấy. Ai mà sợ độ cao là không lên được đâu. Dòi gì? Sao? Nó rất nguy hiểm. Thấy rượu à? Trôi đồ chật đó rồi. Cho ông xuống ngay thôi. Ông mà té một cái không cản được đâu. Cũng nguy hiểm hơn đi lên. Rồi đi thôi. Mình đi ra mình tính tiền. Gửi xe, mua nước. Xuống được đây là thấy an toàn, là biết mình còn đang còn sống. Đấy, mọi người thấy các bạn trẻ về đây rất là đông. Nếu mà hôm nay không mưa thì chắc còn đông nữa. Thứ bảy chủ nhật, nay thứ bảy còn đông nữa. Tại vì chụp hình mà, đúng không? Địa điểm này chụp hình thì tuyệt vời quá. Ở đây đang còn làm, tất cả làm. Rồi đi thôi. Bao nhiêu tiền đấy ông chủ? Rồi đây, khỏi thối ông chủ nhé.